Travel Network. Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Visa Á Châu. Hiện tại thì vấn đề xuất nhập cảnh vẫn đang là một vấn đề được quan tâm rất là nhiều. Thời gian vừa qua thì bên mình chia sẻ khá là ít về thông tin này vì các thông tin về xuất nhập cảnh vẫn bị biến động và thường xuyên thay đổi. Nhưng mà hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một thông tin quan trọng khác, đó là về quy định cách ly khi mà Việt Nam nối lại các đường bay thương mại quốc tế. Các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Sáng ngày 29 tháng 10, đại diện Bộ Y tế đã cho biết quy trình nhập cảnh và cách ly y tế đối với 3 nhóm đối tượng khi Việt Nam thực hiện nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế, dự kiến sẽ được ban hành trong thời gian tới và hiện tại đang trong quá trình hoàn tất và trước khi ký ban hành. Theo như quy định này thì người nhập cảnh sẽ phải tự chi trả toàn bộ các kinh phí cho các hoạt động như đưa đón, cách ly tại khách sạn, xét nghiệm COVID. Riêng đối với khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao công vụ có thời gian lưu trú ở Việt Nam trên 14 ngày sẽ được miễn thu phí xét nghiệm, trừ trường hợp khách yêu cầu cách ly tại khách sạn theo nguyện vọng. Đối tượng áp dụng quy định này là những người đi trên chuyến bay thương mại đến từ các quốc gia, khu vực kiểm soát tốt dịch bệnh như là Thái Lan, Tokyo, Seoul, Đài Loan, Quảng Châu, Viên Chăn, Phnom Penh. Danh sách các khu vực quốc gia kiểm soát tốt dịch bệnh sẽ được cho phép bởi Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Ban Chỉ đạo Phòng chống quốc gia về dịch COVID-19. Trong đó, nhóm 1 gồm có công dân Việt Nam và người nước ngoài là thân nhân, bao gồm cha, mẹ, vợ, chồng hoặc con của công dân Việt Nam đó. Nhóm 2 là người nước ngoài là chuyên gia, nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao và thân nhân, bao gồm cha, mẹ, vợ, chồng hoặc con, có thời gian lưu trú tại Việt Nam từ 14 ngày trở lên hoặc là học sinh, sinh viên quốc tế. Nhóm 3 là người nước ngoài nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ, chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam từ 14 ngày trở xuống. Ngoài những nhóm người nói trên, thì các đối tượng khác sẽ do Thủ tướng, Phó Thủ tướng và Ban Chỉ đạo Phòng chống quốc gia về dịch COVID-19 cho phép được thông tin bởi Bộ Y tế. Đối với nhóm đối tượng 1 cần phải cách ly tập trung tối thiểu 14 ngày, người nhập cảnh cần phải có hộ chiếu hợp lệ. Đối với người nước ngoài thì chúng ta cần phải có công văn nhập cảnh được cấp sau ngày 21 tháng 3 do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy xác nhận bản song ngữ tiếng Anh âm tính với virus SARS-CoV-2 của cơ sở y tế có thẩm quyền của nước sở tại cấp trước ngày khởi hành từ 3 đến 5 ngày. Các cá nhân này là phải có đăng ký và có xác nhận của cơ sở cách ly tại khách sạn, hóa đơn đã thanh toán tại khách sạn nơi cách ly cũng như là dịch vụ đưa đón từ sân bay về nơi cách ly. Bên cạnh đó thì các bạn cần phải thực hiện khai báo y tế điện tử trong vòng 12 giờ trước khi khởi hành. Tại khu vực cách ly, bạn phải có chấp thuận của sở y tế nơi thực hiện cách ly và phối hợp với cán bộ y tế để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm. Lần đầu tiên là vào ngày nhập cảnh, lần thứ hai là vào ngày thứ 14 kể từ khi cách ly. Bạn chỉ được rời khỏi khu cách ly khi kết quả lần cuối âm tính với COVID và được cấp giấy xét nghiệm 2 lần âm tính với COVID kèm theo quyết định hoàn thành cách ly tại cơ sở y tế mà bạn cách ly. Đối với nhóm đối tượng thứ hai thì ngoài các điều kiện về cách ly tập trung, kết quả xét nghiệm cũng như là xác nhận của cơ sở cách ly thì bạn cần phải có bảo hiểm y tế hoặc là cam kết tự chi trả chi phí điều trị trong trường hợp mà bản thân mình mất COVID. Đối với nhóm đối tượng thứ ba thì đây là nhóm đối tượng không cần cách ly tập trung, người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích là ngoại giao công vụ thì chỉ cần thực hiện đầy đủ các quy định về điều kiện nhập cảnh cũng như là cách ly y tế. Ngay sau video này thì Nhung sẽ làm một video hướng dẫn về quy trình nhập cảnh của ba nhóm đối tượng này được đăng tải ngay trên kênh YouTube của Á Châu. Mời tất cả các bạn cùng đón xem nhé. Chào tạm biệt các bạn.